Sàn Đồ Tốt, ứng dụng đặt mua hàng trực tuyến đầu tiên của tập đoàn F5 Group đã chính thức được ra mắt vào ngày 25 tháng 3 năm 2018, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và các đối tác kinh doanh. Sàn Đồ Tốt chính là một cuộc cách mạng kinh doanh online đột phá thời đại công nghệ 4.0. Ở đó, người dùng có thể tìm kiếm được cho mình những sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Và nếu như muốn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh, người dùng cũng có thể trở thành những đối tác kinh doanh của Sàn Đồ Tốt để có được một phương thức kinh doanh hoàn toàn mới lạ với thu nhập lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản như tải ứng dụng về máy thông qua các hệ điều hành iOS hay Android, nhập số điện thoại đăng ký, nhập mã giới thiệu vào tài khoản và truy cập vào các đường link bài viết mẫu có sẵn trên ứng dụng Sàn Đồ Tốt là người dùng đã có thể sở hữu cho mình được một kho tàng các kiến thức về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, với hàng trăm loại sản phẩm đi kèm đến từ các hãng mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe nổi tiếng trong và ngoài nước. Nó có thể được gọi là một cái cuộc cách mạng trong lĩnh vực kinh doanh, áp dụng cái công nghệ 4.0 vào để giúp cho những đại lý, nhà phân phối hay những người bán hàng nói chung phát triển cái công việc kinh doanh của mình được tốt hơn. Sự kiện ra mắt ứng dụng Sàn Đồ Tốt, cuộc cách mạng kinh doanh online đột phá thời đại công nghệ 4.0 của tập đoàn F5 Group đã thành công ngoài mong đợi. Nhiều khách hàng đã quyết định đăng ký trở thành những đối tác kinh doanh đầu tiên của Sàn Đồ Tốt ngay tại chương trình. Và chỉ sau một ngày ra mắt, ứng dụng đã nằm trong top 20 các ứng dụng được yêu thích và tải nhiều nhất trên các nền tảng iOS và Android. Điều này đã minh chứng cho hướng đi đúng đắn của tập đoàn F5 Group khi sáng lập và phát triển ứng dụng đặt mua hàng trực tuyến mang tên Sàn Đồ Tốt tại Việt Nam, đem lại cho người dùng một cách mua hàng thông minh và người kinh doanh một cách bán hàng hiệu quả, hoàn toàn tự động theo công nghệ 4.0.